Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, Phong thủy Gia Cát xin gửi tới tất cả quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 nữ mạng. Cuộc đời những người tuổi Nhâm Thìn nữ mạng gặp nhiều may mắn và sung sướng. Ở giai đoạn hậu vận này, bản mệnh nên tập trung lo cho sức khỏe, tu tâm tích đức nhằm tăng phước báo cho gia đạo. Để có thể hiểu sâu hơn về các phương diện mà diễn tiến cuộc đời của mình, quý gia chủ đừng rời khỏi màn hình vì ngay sau đây thì chúng tôi sẽ mang đến những luận giải vô cùng hữu ích và sát sao về cuộc đời của tất cả các mệnh chủ, bao gồm cả những lưu ý trong năm Nhâm Dần 2022. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Gia chủ nữ mạng Nhâm Thìn sinh năm 1952, có cung mệnh thuộc cung Khảm, mạng trường lưu thủy, nước chảy dài, xương con rồng, tướng tinh con chó sói, bà cửu thiên huyền nữ đủ mạng. Có thể gói gọn tổng quan cuộc đời quý gia chủ tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 nữ mạng qua bài thơ sau. Nhâm Thìn, cung Khảm số này, mạng thủy nước chảy chẳng hề ngừng tuôn, lỗi sinh, xuân hạ phải buồn, giàu có mệt trí thức luôn đêm ngày. Thu đông sinh đặng thời may, nữ nhân là gái chẳng chiều lụy ai. Tới đâu thân kẻ bề trên, anh em xung khắc chẳng nên ở gần. Vợ chồng cũng phải một lần, đôi dòng tha thứ, tại phần số ta. Ly hương tổ quán ông bà, xứ xa lập nghiệp, cửa nhà đặng an. Tổng quan, cả cuộc đời những người tuổi Nhâm Thìn nữ mạng gặp nhiều may mắn và sung sướng. Từ trung vận trở đi, cuộc sống giàu sang thịnh vượng. Những người này hưởng thọ trung bình từ 78 đến 83 tuổi, nhưng số tuổi này có thể tăng hoặc giảm tùy vào cách ăn ở của mỗi người. Tình duyên, chuyện nhân duyên của nữ mạng tuổi Thìn được chia ra thành 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào các tháng 4, 9 và 12 âm lịch có thể sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi tình duyên thì mới đến được với bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Con số sẽ là 2 nếu bạn sinh vào những tháng 1, 2, 5, 8 và 10 âm lịch. Còn những ai sinh vào các tháng 3, 6, 7 và 11 âm lịch sẽ là người may mắn nhất. Họ không phải trải qua bất kỳ sự thay đổi nào trong chuyện tình duyên mà sẽ chung sống hạnh phúc đến trọn đời với ý chung nhân duy nhất của cuộc đời mình. Gia đạo công danh. Gia đạo của những người tuổi Nhâm Thìn nữ mạng đa phần là yên ấm, hạnh phúc. Nhờ đó mà công danh sự nghiệp cũng gặp được nhiều thuận lợi và ngày càng phát triển. Cuộc sống đủ đầy sung túc, tuổi hợp làm ăn. Nhâm Thìn Bính Thân Mậu Tuất là những tuổi hợp với tuổi Nhâm Thìn nữ mạng về đường tài lộc. Nếu bạn hợp tác làm ăn với những tuổi này thì tiền trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh, không bao giờ tiêu hết. Để tăng cường vận quý nhân, nữ gia chủ tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 có thể mang theo bên mình vòng tam hợp quý thần để trợ mệnh, chiêu đón tài lộc, may mắn và bình an. Trong phong thủy, tam hợp quý nhân là yếu tố quan trọng trong 12 con giáp, sử dụng tam hợp địa chi trong phong thủy để đem lại sự may mắn tài lộc và giúp quý nhân trợ giúp. Tam hợp thủy, hỏa, mộc, kim, thổ giúp tăng cường khí năng lượng, hộ thân. Sự ngưng tụ khí đó còn đem lại may mắn thuận lợi trong sự nghiệp và tài lộc cho gia chủ. Năng lực của tam hợp khí được xếp vào hàng đầu trong các ngũ hành, hóa khí để đả thông năng lượng, ngưng tụ, thiên địa nhân, giúp khí hóa, hóa sát, cải vận. Phối hợp tam hợp theo tuổi của thập nhị địa chi năm sinh còn được gọi là minh hợp hay quý thần hợp là khí vô cùng tốt lành trong phong thủy cải mệnh. Ở đây nữ mạng Nhâm Thìn sinh năm 1952 sử dụng vòng tam hợp thân tí thìn lại được quý thần phù trợ cho tuổi của bản mệnh. Vòng được thiết kế từ gỗ huyết long hay huyết rồng, là vua của các loài gỗ, có khả năng thấu quang, cho ánh sáng xuyên qua, có mùi thơm đặc trưng, không bị phai mùi theo thời gian. Bên cạnh đó, vòng còn được kết hợp với 3 viên đá mã não đỏ. Ở trên có khắc hình tượng linh vật quý nhân, tam hợp, thân, tí, thìn. Hình tượng này có ý nghĩa chiêu mời quý thần trợ lực, thâu thu tài lộc, đặc biệt có tác dụng cực mạnh trong việc giải trừ năm hạn, thái tuế và tam tai. Hơn thế, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, vòng tam hợp trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái tẩy uế khai quang nạp chú chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an may mắn cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Chưa kể năm nay bản mệnh vướng hạn đầu năm đó là tam tai, dễ xảy ra những công việc không may, trắc trở, nên việc đeo vòng tam hợp này cũng giúp hóa nguy thành an, đón lành, tránh dữ. Lựa chọn vợ chồng. Bạn nên kết duyên với những người tuổi hợp với mình về đường tình duyên lẫn tài lộc để có một cuộc sống hạnh phúc, giàu sang, phú quý.
đó là các tuổi Nhâm Thìn, Bính Thân, Mậu Tuất và Canh Dần. Quý Tỵ, Kỷ Hợi, Tân Sửu và Kỷ Sửu là những tuổi hợp với bạn về đường tình duyên nhưng không hợp về đường tài lộc. Nếu bạn kết duyên với những tuổi này thì cuộc sống của bạn vẫn tình cảm mặn nồng nhưng không được dư giả giàu sang. Cuộc sống của bạn sẽ gặp nhiều khó khăn vất vả nếu như bạn kết duyên với những tuổi không hợp với mình cả về tình duyên lẫn tài lộc, đó là các tuổi Đinh Dậu, Tân Mão và Ất Dậu. Bạn cũng không nên kết hôn vào những năm đại kỵ về tình duyên để tránh những trắc trở đổ vỡ trong hôn nhân, đó là vào các năm hạn 20, 24, 26, 32, 36, 38 và 44 tuổi. Tuổi đại kỵ Giáp Ngọ, Canh Tý, Bính Ngọ, Đinh Mùi, Mậu Tý là những tuổi đại kỵ với Nhâm Thìn nữ mạng. Bạn không nên kết hôn hay hợp tác làm ăn với những tuổi trên, sẽ tránh được thua lỗ hay giang dở trong tình yêu. Gặp tuổi đại kỵ thì phải hết sức thận trọng và giản dị trong mọi việc. Nếu lỡ chót yêu thương nhau mới biết phạm tuổi đại kỵ mà hai người vẫn muốn tiến tới hôn nhân thì không được tổ chức cưới hỏi linh đình rầm rộ mà chỉ được làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơ may chung sống với nhau đến trọn đời. Nếu tuổi đại kỵ là người thân trong gia đình thì nên thành tâm làm lễ cúng sao giải hạn hàng năm cho mỗi người để giảm bớt xung kỵ, tránh được tai ương. Chưa kể trong năm nay, bản mệnh gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh. Đây là hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Người bị sao Thái Bạch chiếu thường hao tốn tiền bạc, tài sản, gặp tiểu nhân kẻ xấu hãm hại, có thể vướng mắc tới pháp luật hay mắc các bệnh về nội tạng. Bên cạnh đó, sao này thuộc hành kim nên có thể mắc bệnh liên quan đến xương khớp, hô hấp, thương tích và tai nạn giao thông. Để tiêu trừ tiểu nhân, khai mở phúc đức, chiêu cầu sức khỏe và bình an, bản mệnh nên thỉnh đeo Bát Bảo Tâm Kinh, một trong những pháp khí hàng đầu của nhà Phật. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa phong thủy khác nhau trong lối thiết kế được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm Linh Việt lồng ghép vào, cụ thể như sau. Mặt trước là 8 phát bảo lớn của nhà Phật với những ý nghĩa lớn. Bánh xe pháp luân tượng trưng cho sự luân hồi, luân chuyển không ngừng nghỉ. Bảo bình, sự thâu thu, ngụ ý thành công viên mãn cho gia chủ sử dụng. Thắng phan là vật dụng xa xưa của tầng lớp quan vua tượng trưng cho quyền lực và sự nghiệp. Bảo cái, đây là biểu tượng cho quý nhân sự phú quý. Pháp loa, biểu tượng của trí tuệ, giáo lý trong kinh Phật. Vô tận kết bồ là sợi dây với những nối kết chặt chẽ giúp các mối quan hệ thêm bền chặt, vững chãi. Bạch liên hoa tượng trưng cho bản tính thanh tịnh, giúp người sử dụng gia trì công đức. Song ngư biểu tượng cho sự hòa hợp, tượng trưng cho sự hòa hợp của thiên địa nhân. Vòng trong cùng khắc bộ lục tự đại minh chú Om Mani Padme Hum là câu chuyện có thể tịnh hóa sáu kiếp luân hồi để mang lại bình an, may mắn, cát lành cho người sử dụng. Mặt sau được thiết kế in toàn bộ chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Bộ kinh có ý nghĩa lớn nói về trí tuệ, kèm theo những chạm khắc tinh tế, hình ảnh đài hoa sen là nơi tọa thiền của các vị Bồ Tát, mang lại tác dụng tịnh hóa nghiệp lực, chiêu cầu tài phúc. Trên cùng của pháp khí là một bông bạch liên hoa đang nở rộ, tượng trưng cho sự sinh, sức sống mãnh liệt, thuần khiết và trong sáng. Sử dụng Bát Bảo Tâm Kinh để kỵ tà hóa sát, chư phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ thành mệnh cho quý gia chủ. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay gia chủ đều được bao sái tẩy uế, khai quang nạp chú chỉ lực, xem ngày giờ sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên quý gia chủ quan tâm có thể hữu duyên thỉnh để cảm nhận sự linh ứng và hiệu nghiệm. Tuy nhiên bản mệnh vẫn nên nhớ rằng hóa giải quan trọng nhất là ăn ở hiền lành phúc đức, sống lương thiện, làm nhiều việc tốt, mọi chuyện xấu sẽ tự lánh xa. Năm khó khăn nhất khi bạn bước sang tuổi 24, 28 và 32 nên đi lại cẩn thận để phòng xe cộ, giữ gìn sức khỏe và không nên hùn hạp tiền làm ăn vào những năm này, sẽ tránh được hao của, bệnh hoạn. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, bạn nên xuất hành vào ngày giờ chẵn, tránh xuất hành vào ngày giờ lẻ để được công việc như ý, dễ dàng gặt hái được thành công, diễn biến từng năm. Từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi, cuộc sống hạnh phúc về tình cảm, tài lộc thịnh vượng. Vào cuối năm 23 tuổi, chuyện tình cảm có chút khúc mắc nhưng nhanh chóng được giải quyết. Từ năm 26 đến năm 30 tuổi, khoảng thời gian này rất thuận lợi cho công việc làm ăn của bạn, nhưng bạn cần phải cẩn trọng trong vấn đề tiền bạc và tình cảm. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, những cơ hội để bạn tạo dựng công danh và sự nghiệp đã đến. Hãy nắm lấy thời cơ, bạn sẽ thu được những thành quả không ngờ.
từ năm 36 đến năm 40 tuổi, may mắn và thuận lợi liên tục đến với bạn trong khoảng thời gian này, thành công cũng sẽ luôn mỉm cười với bạn. Từ năm 41 đến năm 45 tuổi, bình tĩnh nhìn nhận mọi vấn đề và chọn lựa ra con đường đúng đắn nhất sẽ đưa bạn đến với vinh quang gần nhất có thể. Từ năm 46 đến năm 50 tuổi, không có sự biến động nào lớn xảy ra trong khoảng thời gian này. Mọi việc đều ổn, nhưng bạn cần phải chú trọng trong việc xuất hành, các giao kèo làm ăn. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, bạn nên dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, vì tiêu xài tiền bạc một cách hợp lý sẽ khiến bạn cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn rất nhiều. Thưa quý vị, nhìn chung những người tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 có thể an tâm tận hưởng cuộc sống, không nên quá suy nghĩ về những điều chưa xảy ra. Sức khỏe tuy có dấu hiệu suy giảm nhưng đó là quy luật tất yếu ở đời nên không cần phải lo lắng. Và quan trọng nhất là chúng ta có thể hiểu và biết được cách phòng trừ cho bản thân mình, thường xuyên tu tâm tích đức, hành thiện. Vận xấu nào cũng có thể tự hóa giải được, bình an và may mắn sẽ ở lại bên cạnh quý vị. Gia chủ sinh năm 1952 nữ mạng mà thôi.